Vào đi. Quen đéo đâu bà. Tao quen thằng bột. Chơi em đi. Chơi mình đi. Ê Pino, chỗ mình Pino hai thằng nhá. Tao thấy rồi. Đây không, em chưa có mũ. Rồi, xong. Mẹ mày đúng tầm kè tao, mày chết các bạn. Action. Bắn mày vậy đó. Không, tao đang nói. Hai thằng còn lại đâu? Còn chỗ Pino ấy. Còn thằng chỗ Pino ấy. Tao á. Đâu? Có hai thằng vậy đó mà, nó. Đấy. Đâu không, đây là tao giết thằng này nốc mà, còn phơ mà. Kia đều biết nhá. Còn đâu ngay chỗ Pino luôn. Tao nhìn thấy có mỗi thằng nhảy đây thôi mà. Tao bay sao mà hôm nay tao không thấy. Trời. Tao thấy có một thằng nhảy chỗ này này, đây này, nhảy chỗ chấm 2 này. Tao bay sao mà không đâu. Chấm 2 chạy qua đẩy ông chết rồi đó. Còn thằng chấm 4 nữa nè. Đâu, thằng nhảy chấm 4 là nó nhảy lên nhà 3 tầng Pino giết rồi. Hai thằng lận. Em biết nữa, mẹ đi. Hello motherfucker. Ôi! Đi tí mẹ mày, nó bên đây nè. Nói rồi. Chấm 2 đéo nghe. Xin nó, đừng có phơ bên ơi. Con chở khách kìa. Ôi giời ơi. Mẹ em chạy ra hướng đéo kịp. Điều mà nó ngồi nhảy sinh luôn à. Ui 3 thằng sao 1 thằng à, lên đi. Cái này em không có giáp mày. Nó nhà nhà sinh, nó nhà sinh. Nó chạy ra sau rồi, Chạy sao ạ? Nhà xe á. Mới có 2 thằng mà, em đã giết ai đâu. Cô ơi. Bắn đi không? Đi rồi. Chạy ra ngoài. Ui 2 tim mày ơi. Còn nhà xe nè. Nốc rồi. Kia rồi. Phải luôn. Đâu ra đây? Sao đông thế? Sao đâu ra thì bạn bán lồn vậy? 4 thằng mới giết có 2 thằng thôi. Anh giết 1 thằng rồi còn gì? Thì Pino giết thằng nữa anh. Ông giết 1, 3. Là 3 còn gì? Anh có giết 1 người á. Trên này rồi đấy. Nani? Ôi trời ơi. Lán gì mà. Nhà xe này. Hết rồi. Đẹp mà 2 tim, vãi lồn thật. Cái đấy. Vãi lồn cái quả này đi. Hàng chi đẹp mà mình thấy, ủa tới 2 thằng nhảy bên Pino mà tự nhiên đẹp mà có thằng lồn ngồi nhảy xinh đây. Rồi tấp mộ mày thoải mái rồi. Thoải mái thôi. Chứ chuyện thoải mái thôi. Cái gì? Từ bột lái là đúng rồi đó. Ui, đỉnh cao nhờ. Quá. Chồng sắp chết vậy đấy. Không. Chết tới đây rồi. Có bo trong trán đéo chịu được. Không, này top 1 bạn ơi. Bo này đâm thẳng hospital luôn cho anh, không nói nhiều. Clear. Anh mới spec rồi. Anh mới dùng phim mã nóc clip rồi. Để xe không anh? Để xe làm gì? Đi. Xe này xe 3 đi. Hà Nội 3 đi mẹ. Đi luôn đi. Đi chung cho nó tình cảm đi mà. Rồi bao tấn bò rồi. Mày biết này anh trai ơi. Nhà này lia, nhà kho này lia, đâm nó cho anh. Xe máy nó bắn không chết đâu. Hiu đã. Ui mới nhiêu đây máu hiu gì em, đi tiếp đi. Không sớm đi. Vào đâu, đi đường trên đúng không? Đi đường trên, xong rồi đâm qua nhà virus, xong rồi đâm vô đây luôn. Xong rồi đi đường núi, xong đây đâm đây luôn. Top 1 luôn không nói nhiều. Đi tiếp đi em trai. Kìa. Em vừa đánh mất một cơ hội đó. Vào 3 kho à? Nhà virus có người, né nhà virus ra nó mới bắn mà 24 kìa. Hình như đi sau lưng em đúng không? Đúng rồi. Nó bay kìa. Nó bay vào nhà Doraemon này em trai. Ê bắn quá. Em chỉ em xem nhà nào liên vào. Từ nha, đừng có vô kho nha, kho đông ấy. Nhà lia này, nhà hai nhà lia này. Nhà chấm 4 có người, chấm 4 có người, chấm 4 mới bắn. Thôi vô nhà Doraemon chấm 1 đi. Bạn tạo đấy em. Đâm nhà này đi, đâm nhà này đi, đâm nhà chấm 4 đi. Rồi tí ra bằng gì anh? Ra được. Mà. Em ra mắt này. Cản có người thì mình giấu xe đằng sau, trên đồi nó bắn nó có được đâu. Còn nhà này nữa anh. Nhà đó không có góc bắn cái xe, hiểu không? Mày có xe máy mà. Bắn bển xe đi, bắn bển xe đi. Bắn bển xe đi bụt. Xuống, thấp xuống. Rồi dính rồi đấy. Rồi một bánh được rồi, một bánh rồi, chậm lắm rồi. Đâm qua đi, đâm qua một thằng trước đi. Nhiều sờ móc chưa? Em 5-6 sờ móc này. Xe xe. Cháy đi xe máy. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Kẹt kìa luôn. Thằng lồn đằng sau buồn cười vậy luôn. Má đi anh. Từ từ ngoài bo trái xì móc trái. Ừ đúng rồi. Ê, nó bị nóc ngoài bo. Này đâu, này tới đây em. Này không có này. Mời các bạn tiếp đi. Rồi chết rồi. Chết luôn rồi đúng không? Ăn chết ngoài bo luôn mà. Ừ. Kho vẫn lia nha. Kho được ấy. Lúc đầu xong đi vào kho đã. Đi. Thao tác nhanh lên bọn bộ này nó đẩy vô kho bây giờ, bộ chấm 4 đẩy vô kho bây giờ ấy. Trời xe vô trong bo đã anh. Đi kho bây giờ. Rồi táp chết thằng chấm 1 đi, táp chết thằng chấm 1 đi. Rồi vô chỗ thằng chấm 1 là đẹp luôn. Hoặc là em lại á, em lấy xe máy em lại cái cột điện này em quăng đây nữa. Không, bên phải trên hình trên đội có người. Nó nằm rồi, nó bây giờ em đi bộ nó ra cũng đéo biết nữa, tại nó nằm rồi đéo biết em tới đâu. Bây giờ tập trung nó bắn mấy nhà kia rồi. Đây. Con bầy đó. Nhìn qua trái bên đâu? Nó có nằm không? Anh nhìn được đoạn này hết không? Đi tiếp, lên tiếp bên đâu, lên tiếp. Ê, đẹp hospital này. Nhảy xuống em đi đâu? Tát! Dính rồi đấy. Cái nữa. Ui, tao biết lỗi rồi bạn ơi. Lỗi trên trời rồi. Cái hàng rào đấy ăn thế nào được? Đừng đấu, cho chạy đi, nó bị áp lực mà. Nó pick mồm đấy. Ở nhảy ra nó kìa. Phải nhá hàng rào. Ui nó mở phải rồi. Ôi. Pino nằm đây. Đừng lên nữa, 3 thằng lượt. Còn xe không? Xe ngay chỗ cái hổm em bỏ ở đây nè, không biết. Ở dưới đây còn cục đá này, ở dưới chấm 4 là còn cục đá này. Cục đá thằng Bio đẹp mà, hay đứng này. Nếu mà bây giờ anh phi xe liều ra bên đây có sống không ta? Xuống chấm 4 này còn. Xuống đá chấm 4 đi. Đứng ngoài nhà nhìn kìa. Đấy. Ôi sao Pino làm gì đây? Lên trái này. Tìm nhà mở ra không phải lẻ đâu. Thằng lẻ bên phải. Cây kìa. Ôi. Còn mẹ đéo đưa. Đúng tìm nhà nó để ra thật. Chịu quả đấy chịu thật. Cá kèo. Vàng à. Oh my god. Ông mày bắn bậy rồi bạn. Cái bạn là đúng rồi. Thế game sau anh mở kèo đi, dự đoán là vàng bạc hay là gì? Cái bạc chiêu rồi, lồng kim cương rồi. Thằng này bạc 5. Bạc 1. À cái lồn. 2 tim. Đâu? My god, đâu? 2. Mà một thằng đéo thấy là 2 tim bên kia kìa. bạn cầm chừng nào nó cũng được á, đồ đạc các thứ đẹp đẽ vả lòn, nhưng mà nó đéo có cái dòng được mà tối ưu chống hắt nha. À. Xoài. Chắc ít người chơi sang. Quá nó không muốn chống. Dính vãi lầu. Địt con mẹ luôn này, mà à mẹ. Mẹ nó đéo có máu rồi. Đây mày bình tĩnh, Đây. Mẹ mày hỏng hết cái giáp mưa rồi thì chơi gì? Trong nhà có mua 2.2 nhiều lắm. Wow, bắn bạn là mình tốn 15 viên đạn này. Giáp rồi bạn ơi. Giáp trong nhà các bạn. Địt con mẹ mày. Mà chạy đi. Mẹ giáp hỏng à, đùa. Bên này nè. Bên này đây. Bên đâu? Đi. Mẹ mày sát đéo có rồi. Cho mình máu bụt ơi. Mẹ đỏ chót rồi. Mày bắn nhau tốn máu quá. Lòng nhây quá bay. Ê đi bắn nhau kìa. Tấn công. Qua đi. Tìm kiếm một thằng lốc rồi, một thằng lốc. Hoàng lốc. Ok bạn ơi. Đúng rồi. Trong nhà hoang rau xe bóc này. Thấy. Bắn này. Ui, nhà 3 tầng kéo tầng 2 tầng. Rồi chết 2 rồi đó. Chết 2. Mã tạng lột kia. Nó chạy vô nhà kho là sau cùng rồi. Con tìm lại. Đồng quê. Đồng ai rồi. Yếu thế. Một thằng bên trái đi đâu. Bên trái. Vô nhà nè. Cái lồn đây. Lại chết ngậm sàm lồn nữa. Ở trong nhà đang lút tầng 2 đang lút chắc tao. Rồi còn thằng tầng 2 rồi. Tầng 2 cuối. What? Oh my god, inhuman reactions. Những tầng 2 nè, chưa đi đâu hết. Tầng 2 trong phòng. Xong rồi. Gái à. Bỏ đi, chạy lên rồi, cứu không? Qua. Pino chạy vô cứu luôn, nhanh lên. Kê ốc. Ok, thằng ốc kê được rồi, ốc kìa. Địt mẹ, nó xuống tới tận đi rồi mà tao bị hở, mày hiểu không? Thì cứ cứu đi, ốc qua vô mà. Ừ. Bỏ đi. Sao có thằng lồn trong nhà tao vậy? Lồn thì nó thì vô. Nó chạy ở ngoài vào mà. Tao bắt 3 thằng ở ngoài đấy mày. Ở trên nhà trái màu đi, Thằng lồn kia bắn 5 viên berry đéo chết anh em à. Điệp cứu mẹ mày phải đâu. Điệp mày đúng là đời với một mạng cho mà chết. Điệp mày hôm nay là ngày với đúng một mạng anh em à. Đã ghê. Đúng mày đúng ngày. Tụi mày có cấp 8 rồi Pino. Đấy rồi, tao lấy rồi. Tụi mày lấy lẹ thế, tụi mày số lúc đéo cover, đéo lẹ đi. Cái gì? Tóc 1 bạn ơi. Đây bo. Đây mấy khu nhà này ly hết này, chọn một trong 2-3 nhà cũng được. Đây. Đi. Nhà 104 là đẹp nhất. Đi luôn đi. Chắc sầu đây. Ê, cũng đá bên phải. Pino, cũng đá bên phải kìa. Ừ. Thôi. Đó thấy. Đâu? Rồi bạn đây. Chạy bắt được mày nhá. Nhìn đi. Nó trên nhà trái này. sao thôi ngồi bo nha bạn. Đi đâu rồi? No. Vô bên nó. Dưới đá. Đá dưới. Chạy vô nhà luôn bạn, chạy vô nhà luôn. Ừ, rồi bắn hay đi, bắn hàng dưới đá đi, nó ngoài bo mà. Nó xếp cái bo kìa Vino, chạy chấm 3 luôn. Đứng hảo lắm. Kìa. Đường vậy bắn lâu quá mẹ, bắn thằng kia thì bắn toàn vào cái xác ạ. Cái xác thằng kia thì mẹ tóe máu lên đeo dính tam thằng kia. Đứng giữa đường quá lòn. Đâu bạn có cái núi trái à? Dưới bên dưới lại còn một thằng nhá. Đó. Chấm 2. Dưới đó có người mà bạn đứng giữa đường vậy. Nó đẩy đầu. Chạy kìa anh Ốc. Hả? Núi phải, núi trái anh trên trời kìa, đứng trên kìa, phải. Đấy hả? Phải, đúng rồi. À, mới nhìn đó. Có thằng kia nó móc lên đấy. Giết thằng chấm 2 trước đi. Chấm 2 trước đi đã. Thằng chấm 2 vô cái nhà đó có cái cửa sổ, vô cái nhà đó có cái cửa sổ bắn được chấm 2. Bắn 2 rồi. Bên phải. Đây tầm đó. Em nghĩ nó chạy vô chạm xe rồi. Chạm xe có tên. Đây nè, chấm 1. Ừ nó chạy ra được nhiều hơn. Chấm 1 cơ. Nè, bên đấy hả? Đây nè, đây. Chỗ đây nè. Trời ơi, cãi nó đi, cho nó đâu có nhìn được đâu. Nè, nhìn đéo rồi được. Nó chạy qua chạm xe, nó bị tụi kia bắn mà. Kệ đi, để nó hai nguyên rượm đây. Bên trái có tụi Mỹ kìa. Đấy rồi. Đi chân đúng không? Chấm 1 kèo nó móc đấy. Ở đây có nhau, chạy xuống cầu luôn đi. Kìa. Cầu thế. Xong ghẻ vậy. Chạy xét nó luôn, nó chắc đã nằm kìa. Xác. Núp thằng trên. Thôi chạy đi, đừng bắn nữa, chạy đi. Còng lên bắn chết mẹ rồi. Không, cái này leo lên được không ơi. Lên bắn mẹ rồi. Vào trong cái lều luôn bạn. Không đừng bắn, trên đây 3 thằng mà. Lều đẹp mà, lều đâu ai bắn được anh. Đâu cái này nó bấm rồi nha. Mẹ ở trên cầu, trên này nó bị bên kia bắn, bị bên này bắn. Nó đi qua bên đó là bị bên sau lưng bắn mà. Phải không? Sao không được. Đúng là như vậy. Để ý nãy giờ tôi còn đi. Tôi toàn bị bắn lén luôn anh em ạ. Điệp mày mình đang bắn gì có thằng trong nhà xuất hiện hồ biến. Nhà bắn được rồi. Biến mình thằng hòm luôn anh em ạ. Điệp cùng đấy. Đợi đéo gì bộ trên này là bị táp rồi nè. Không, nó vẫn đứng được đây. Mẹ nhìn cái bò đây là thì biết là đứng được rồi nhưng mà nó đang bị táp, hiểu không? Đang bị focus. Chạy mẹ sang cái lùi lều đằng này mà. Nằm đằng sau luôn. Đấy, chạy từ đây đến đó sao nó bắn được. Ui giời ơi. Wow. 4 thằng. Phải ke bạn ơi. Ui Điệp mày nay đỉnh cao với bạn. Thôi sao năm. Ôi tí hay bạn ơi. Hay rồi. Tí hay. Má phải đó, lộn bên phải đéo dạt ra, Điệp mà dạt ra bắt. Tôi 4 là hay rồi. Trông 4 thằng Điệp lại ép xuống luôn thế. Đó. I wonder how, I wonder why. Cái con mẹ mà nó chạy vô như trốn không người anh em à. Đẹp hai. Đã hơn ông Điệp. Cái gì đây? Điệp mẹ thằng hit elo này. Hello, ôi giời ơi, hello. Thằng hit elo. Điệp mẹ vãi lồn hit elo được vàng 2 ạ, vãi cả đài ạ. Đéo hiểu. Tỉnh dành như Lin này, đéo hiểu kiểu gì. Thì mà 5 trận 1 kill, điệp mà bạn 2. Wow. Trời ơi. Có thực lực mới buồn không? Thấy đi. Mà bị hit elo. Tê của khỏe. Hello, mùa rồi KDA hơi bị đỉnh đó bạn. Ui, điệp mà mày KDA bao nhiêu điểm? Mà em toàn KS. Ui, KDA 200. Nhưng mình mà tao vẫn sống hơn trước mày. Tao vẫn sống, chết sau mày được chưa? Rồi. Mày tao được 6 kill được chưa? Được rồi. Mình giống mày em để thằng chạy vào trong nhà, mẹ là bắn chết ạ, à. Đéo hiểu. Lút tôi lắm vào, hốc tôi lắm vào. Thì mình phải bắn chết với bạn Hanna 2 nè. Mẹ hit elo. Cười đi mẹ nhà mày cười. Mẹ đánh nhau không? Trời ơi. Thằng bộ bị quýnh sao đéo ho hé đi. Ui cứ ho hé đi địt mẹ. Tao mà thích cái hẹn nữa không? Làm cái hẹn đi. Hôm đó mà anh độn cản tao là quýnh mày đấy. Ui trời ơi, bà mà không để với anh già, bà cho về Long An rồi đây. Úi giời. Bữa cái anh Độ là tao nói là đẹp mà em đéo thích thằng lồn này. Cho nó ăn gỏi cuốn liền, nhưng mà nó nói thôi, đẹp mẹ mày gỏi cuốn thì mày ăn đi. Cho nó ăn phí. Tao ơi, nể anh Độ á. Video làm ngày xưa làm đại ca á. Ui. Đại ca đần à? Thao đồn ác ấy. Đã làm đại ca đần đúng không? Ôi dưới cấp 6, cấp 8 nhầm. Đây là lấy luôn à? Không. Em là ai? Em tên gì? Tên Linh đúng không? Ok. Ra đây sớm đi. Vision có người. Ai bà giữ xe bà ơi. Hóc một mày. Bẻ kiến nè. Cấp 8 đây mày. Cấp 8 đây Linh đây. Vô cái nhau Linh đây. Con đạn nè. Con đạn Linh. Thằng kia đi xe vào giữa nhà đấy luôn ạ. Thì vậy bị bắn cho khổ thân vãi đài ạ. Này, đây tao chỉ cho mày cái chỗ mà bắn rất là đẹp luôn. Đâu ạ? Này. Đẹp mà chỗ này tinh tế vãi lồn đi đâu ạ? Nếu bị trên đồi bắn luôn không? Chỉ nhìn được hướng nhà bàn thôi. Được không? Đó. Không, công đấy. Nhà này đẹp mà nhà này. Táp được vào gì đây? Đẩy mẹ. Nhiều đốc bạn toe. Mồm rồi bạn. Ê, cho mình nó đang 7 bạn ơi. Ghé rồi giảm đam đúng không? Giảm đam anh, giảm hàng. Mà. Hàng chứ. Rồi với lại Berry giảm một cái 2 đam. Đâu đây? Cống à, hay trên đồi vậy trên đấy. Cống. Nice. Thằng trải sờ bốc giữa khu để rút đồ kìa. À, nó định đi cùng lúc vào luôn. Đi qua đồi kia rồi. Trên đồi có team đang canh tụi nó luôn á trên đấy. Địt con mẹ bắn 2 viên rồi đéo chết à. Thằng lồn kia cái mỏng có đô da này. Địt mẹ bắn tao bắn viên mồm rồi. Mẹ tưởng cái cái của đấy nữa thì thôi đấy chịu. Trời trời ơi 2 thằng lần á. 3-4 thằng rồi chứ bay 2 thằng. 2-3 ấy. Sao chùm ơn gốc cây giữa một nè. Gốc cây em bên đấy. Đâu ơi? Đéo được rồi. Các bạn đi về chứ vậy? Đang đứng đây ngon mà. Đâu ơi? Nó bắn ở đây bị đâu ơi? Còn súng bốc là sống, sau cây rồi. Xếp sau cây rồi. Lê. Này. Ông ơi. Từ vô đây, quát trái này, quát trái. Trên này không đủ tim hay sao ấy? Đi đâu? Hình như một thằng hơn à. Rô da với rồi bây giờ thêm một tiếng thôi. Có trái Pino, lộn, có trái này, có trái anh này. Dạ luôn. Địt con mẹ có đùn thằng lột lẻ đấy á. Cay thế. Tao mới bắn ai nha, từ từ. Ai công nói. Một thằng. Táp kìa. Tỷ mà cắn ốc kìa. Chừng bắn kìa. Gần anh à, Bùi ơi. Đâu rồi Bùi. Giữ luôn ơi. Đây Hiếu đi. Dưới chân Bùi, dưới chân Bùi. Ai. Ông Vũ ở trong thì cũng chạy ra. Băng nó phải thế. Tẩy kêu vào mồm liền. Anh lăn hay quá trời. 70 kêu giờ mà 40 điểm ạ. 80 điểm ạ, đi vãi cái lầu. 80 móc đéo đâu ra, 80 mà. Lối vàng 1 này bạn. Vàng mà, nó vàng lên điểm nhiều lắm. Ừ.